Sáng ngày 12 tháng 4, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Viết Thanh và Nguyễn Thị Anh Thi, cùng trú tại đường Lê Duẩn, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, Trước đó tại số 1 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện bắt quả tang hai đối tượng trên đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Công an thu giữ trên tay đối tượng Thanh 791 viên nén ma túy, thu giữ trên túi áo của đối tượng Thi 2531 viên ma túy. Khám xét nơi ở của hai đối tượng tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, lực lượng công an thu giữ thêm 126 viên ma túy.